Bellybo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellybostore.com. Đây à. Chúng ta đang có rất là nhiều thông tin, top sơ đồ chiến thuật ở... Ôi, cảm ơn bạn Tiến Đạt. Tiến Đạt là người đã có công gọi là đi tham khảo với server Hàn về và post vào group HND Community, một group được gọi là rất uy tín trong lĩnh vực FIFA Online. Mặc dù là chơi nhiều game khác nhưng mà chủ yếu vẫn FIFA Online 4. Thì đây là group rất là có tiếng vang trong cộng đồng, group do anh em HND lập. Đây thì đây sơ đồ. Sơ đồ top 1. Đấy, bây giờ các bạn cứ bảo anh ơi đội hình như thế nào. Đây, sau cái buổi thảo luận đầu chim ngày hôm nay mà ông nào còn cứ sơ đồ nào này, rồi thì thằng nào ngon là các ông đừng có trách. Đây thì sơ đồ phổ biến nhất tại server Hàn Quốc là sơ đồ 4222. Và sơ đồ 422 này là sơ đồ có cánh nhá. Sơ đồ này là sơ đồ có cánh chứ không phải là sơ đồ cam đâu. Ông nào còn hỏi sơ đồ nào hợp ban. Nói giả nói dích mấy ngày nay rồi, bây giờ có cả top server Hàn rồi. Bây giờ là top Hàn Quốc rồi mà bây giờ còn hỏi oánh luôn. Thấy chưa? Đây là sơ đồ 422 này, sơ đồ này là sơ đồ có cánh nha, siêu mỏng cánh chứ không phải là sơ đồ cam đâu. Đây là cánh chứ không phải cam. 4222. Sơ đồ meta mới. Sơ đồ tiếp theo là sơ đồ 4231 mà LMRM. Sơ đồ thứ ba là sơ đồ 42123. Sơ đồ tiếp nữa là sơ đồ 4213. Đấy. Chúng ta có thể thấy là không có ai dùng sơ đồ 3 hộ vệ và cũng không có ai dùng sơ đồ 5 hộ vệ. Ok, như vậy là chúng ta biết rồi. Bảo không có ai thì không đúng, mà tức là trong top thì nó không có. Bây giờ là ông nào mà còn cứ hỏi linh tinh là tôi đập ngay vài livestream nào vào mặt. Được chưa? Ok chưa? Đây, cuối cùng sơ đồ nằm trong top 5 vẫn là 4231 nhưng là sơ đồ cam. Sơ đồ có cam nha. Anh bỏ FIFA 21 rồi hả? Không, từ từ xem anh. 133 khó đá vãi núa. Đấy, ok chưa? Thì đây. Top các con hàng được dùng nhiều nhất vẫn là con củ tỏi. Lý do con củ tỏi này được dùng, thứ nhất thì nó bắt tốt thì ok, không làm gì, nhưng mà tôi là người đã được gọi là sang Hàn không dưới một lần. Thì cũng đã từng ngồi ở tại Hàn Quốc, đá danh Hàn Quốc rồi. Thì team Calorian nó rất là nhiều. Đỗ Quang Huy, hello sếp, hello Đỗ. Team Calorian nó cực kỳ nhiều. Cho nên đấy cũng là một là lý do vì sao mà củ tỏi đứng đầu. Đấy. Con Seth Nhi này cũng là con tốt. Dona tốt và Edwin Valdersa đương nhiên rồi. Tại sao Edwin Valdersa chỉ xếp thứ tư thôi? Lý do là vì lương 12. Nhưng mà Van der Sar thường thì mùa NHD bây giờ ở bên Hàn Quốc nó cũng giống ở Việt Nam á. Cái thẻ cộng 8 bây giờ nó nhiều và nó rất rẻ. Thẻ NHD cộng 8 bây giờ nó cực rẻ luôn, nó nhiều lắm. Cho nên là người ta dùng con Van der Sar này. Vì là Van der Sar bắt hay mà. Ai cũng biết mà. Có điều rào cản nó là lương. Lương thì là lương 12. Đấy vậy. Cho nên Van der Sar xếp thứ 4. Lý do là do lương thôi chứ không phải là bắt kém hai cái thằng kia đâu. Trong 5 con GK này thì Van der Sar là con tốt nhất rồi. Là con bắt tốt nhất rồi. Đấy, có điều là lương vẫn là cao. Thì sơ đồ thì chúng ta cũng đã điểm qua rồi, đúng không? 4222 siêu mỏng cánh. 4231 có cánh. 4123, 4213 và 4231. 4231 là cuối cùng là 4231 có 3 cam. Rồi, ok. Trong FIFA Online 4 thì những cái thủ môn mà gọi là hơi lùn là không có ưa chuộng mà cũng đúng thật. Tựa game FIFA thì tôi thấy là nó cũng làm các thủ môn lùn không hay lắm.
trong FIFA 20 thì thằng Ter Stegen là thằng thủ môn mùa thường bắt hay nhất, nhưng mà so với những cái icon Van der Sar thì nó cũng không bằng. Tóm lại thì chỉ số phải to nhưng mà chiều cao cân nặng nó cũng phải tốt nữa. Thì Van der Sar vẫn là một tượng đài thủ môn bất kỳ tựa game FIFA nào. Từ lúc mà tôi biết chơi FIFA đến giờ thì lúc nào Van der Sar cũng là top GK hết. Tôi chưa thấy một cái game nào của FIFA mà Van der Sar không phải là thủ môn hay cả. Cho nên là anh em cứ tin dùng đi, uy tín. Van der Sar là loại uy tín nhất rồi. Thằng củ tỏi này có thể thi thoảng ngu. Đấy, cho nên là cứ Van der Sar mà táng nếu như các bạn không ngại về lương lậu. Chúng ta đến với top các hậu vệ. Đây, top hậu vệ của bên CV Hàn. Thì đa phần anh em cũng thấy là LBRB thì nó vẫn là con hàng rẻ tiền, lương thấp. Đấy, thì Walker vẫn là thằng RB nhiều nhất. Sau đến Militao, Riek James. Con này thì cũng không lạ, xa lạ gì chúng ta. Sự trỗi dậy của icon Theo cũng biết rồi. Theo Nico Han, có bản nào De Gea hay hơn De Sa vậy sếp? Có bản FIFA 18 em nhá. Có bản FIFA 18 là David De Gea là cực hay, nhưng mà cũng không hay bằng Van der Sar icon. Van der Sar icon vẫn là kinh dị. Đấy, thì thuyết trình đầu bài like rất nhiều và dài, anh em lát có ý định hỏi thì cân nhắc. Đợt này nó thêm con Alphonso Davy, con Van Aanho thì tôi không đánh giá cao lắm. Có thể là cái gameplay hiện tại là cái gameplay mà đánh đầu nó khó thì thằng Van Aanho này nó nổi lên. CB thì đương nhiên rồi, Varane. Lý do vì sao Varane người ta dùng nhiều tôi có nói rồi. Đấy là team Calorian bên Hàn Quốc rất được ưa chuộng. Team Calorian thì chúng ta thấy nãy giờ thủ môn thì có con củ tỏi Real biết rồi đúng không? Hậu vệ Militao, Hakimi, LB có Theo. Đấy, lúc nào cũng có hàng Real luôn á. Cho nên con Varane này nó là con được nhiều người sử dụng, không nằm ngoài dự tính của chúng ta. Tiếp đến thì bởi vì là mùa LH hiện tại bên Hàn Quốc nó cũng đang là mùa quốc dân. Chính vì vậy mà Jerome Boateng và Paolo Maldini có mặt trong này, không có lạ gì cả. Và Van Đại đương nhiên, Van Đại là bị một cái là team Calo nó hơi khó búp. Bởi vì những cái mùa như là mùa LH thì lại không có Van Đại, mùa hot cũng không có Van Đại. Đấy, những cái team Calo gọi là Calo quốc dân thì hiện tại thì Van Đại không có thẻ. Nhưng mà nó vẫn chen chân được vào top 5. Còn Alphonso cộng 7 mà không như kỳ vọng xếp. Nó bởi vì Van Đại quá bá. Nếu xét trên bình diện gọi là không tính team Calo ấy, thì Van Đại là con CB đường đại tốt nhất rồi. Đấy, nghĩa là câu chuyện chúng ta dễ thấy. Thì đấy là mình cũng phân tích luôn cho các bạn rồi. Tí nữa thì cứ hỏi nữa là thôi, là tôi dỗi đấy. Tiếp tục đến hàng tiền vệ. Thực ra cũng chả có gì mới mẻ cả. Gullit Online 4. Từ CDM đến CM đến K, Gullit luôn luôn là top. Đấy, thì tại sao tôi bảo là con Gullit mùa hot thì nó ngon hơn con Gullit LH. Nhưng thứ nhất là team Calo hot nó không chuộng bằng team Calo LH. Cái thứ hai là Gullit thì thường người ta dùng để tấn công, chứ người ta không dùng Gullit phòng ngự nữa. Mình dùng Gullit phòng ngự nó phí. Và tại sao con Gullit TT nó có mặt ở CDM là vì sao? Vì lương nó quá rẻ và bây giờ mùa TT bên Hàn Quốc Gullit TT cộng 8 giờ nó chạy đầy đường. Cho nên là người ta dùng Gullit TT cũng nhiều là vì lý do như vậy. Đấy. Còn Gullit thì đây LH các bạn thấy này, CM trở lên. Thậm chí là tí nữa trong top ST có Gullit LH luôn. Ở đâu cũng có Gullit. Những con hàng mà mình hay khuyên anh em dùng, con Balak này, con Rijkaard này, con Paul Pogba là những con mà các bạn thấy mình rất hay dùng. Và thi thoảng thì mình có dùng cả Sierra nữa. Thì đéo hiểu sao, trùng hợp thay thì tôi lại rất hay dùng những con hàng được đánh giá cao bên Hàn Quốc. Mà tôi cũng không xem những review mấy. Perisic thì biết rồi, Pavel Nedved anh em biết rồi. Hơi nhỏ người thôi, còn lại rất bá. Có một con mà rất nhiều anh em trên kênh hỏi là nên dùng Kevin De Bruyne mùa nào. Đây, tôi vẫn nói là anh em cứ dùng con UCL.
Lý do là con UCL nó vừa vừa rẻ lương mà nó lại vừa chỉ số cao. Đấy, chỉ số nó lại đẹp. Đấy chưa? Đấy, nó xuất hiện ở đây này. Đó. Pogba mùa LH dùng rất ngon. Mình nhiều lần review cho các bạn rồi. Pogba mùa này nó không lười biếng đâu. Con Pogba này là con Pogba nó tương đối khác với những cái con khác. Nó rất năng nổ, châu bò. Thậm chí tôi thấy nó hút còn khỏe hơn Gullit nữa. Chẳng qua là nó không dẻo bằng đấy. Gullit dẻo hơn. Gullit thì được cái thuận hai chân. Còn Paul Pogba là một con rất khỏe. Và nó cũng khá là năng động ở cái bản này. Bản LH ấy. Thì đây, đây là danh sách. Thực ra ông nào mà xem kênh này nhiều chắc cũng chả lạ gì bọn này. Đây, tiếp tục tiền vệ cánh vẫn là Perisic, Neymar, Nedved đúng không? Đâu đó thêm Gareth Bale và Son Heung-min nữa. Gareth Bale cũng là một con mà ZD rất kinh. Tiếp tục. Tiền vệ cánh phải vẫn là Nedved thôi. Mình dễ hiểu mà Nedved thuận hai chân và Nedved là một cầu thủ của AI huyền thoại. Quá đỉnh rồi. Và vẫn là Perisic, lại là Kevin, lại là Son Heung-min. Cái việc Son Heung-min vào top này một phần là vì nó là người Hàn Quốc. Phần thứ hai là vì nó đá cũng hay thật. Thằng Son thì cũng là một thằng khá là dễ đá. Đấy nó vậy. Đâu đấy thêm con Gnabry nữa. Vậy thôi. Đấy thì anh em thấy là Nedved và Perisic hai tượng đài chạy cánh rồi đúng không? Thậm chí là ở chợ vị trí cam nó còn có top luôn. Ở vị trí cam vẫn có Nedved và Perisic luôn. Đấy. Thì các bạn thấy này, ngoài Gullit ra chúng ta có thấy có con Kevin UCL này, con Nedved LH và con Perisic LH là những con mà đi đâu cũng thấy. Người à? Wow. Vị trí tiền đạo cánh thì chắc nó cũng chả khác thì tiền vệ cánh cả. Đây. Tại sao mà thằng Hazard có mặt trong này? Lý do đấy, lý do là vì team Calorian rất nhiều người dùng. Bên Hàn Quốc team Calorian. Cam mà không thấy Zidane icon luôn. Team Calorian là team mà có thể nói là thấy nhiều nhất bên Hàn luôn. Mặc dù Park Hee-sung chơi cho MU nhưng mà tôi nghĩ có thể là có lẽ tôi thì không có thống kê được bởi vì mình có ở bên đấy đâu biết. Nhưng mà mình đã từng mục sở thị rồi, mình sang Hàn Quốc mình đá danh xếp hạng thì gặp team Calorian là nhiều nhất. Sau đấy là đến team Calo Brazil. ST đương nhiên dô béo dô bảy. Hernan Crespo. Hernan Crespo là con rất là ngon. Thực sự là con Crespo này nhiều người đánh giá cao. Lương lậu lại hợp lý. Chỉ số 97, lương có 20. Hợp lý vãi chưởng. Ở server Việt thì con này lương bao nhiêu nhỉ? Crespo sao? Khoảng thôi, Hazard có khi nó đá hay chứ team Real còn có Figo nữa mà. Đây. Gullit lại một lần nữa vẫn ở trong top. CF đứng đầu. Còn ST thì đứng thứ tư. Vâng, Dô béo đứng top CF. Dô béo MLH đứng top CF. Eusebio có trong top CF. Lý do là vì cụ Eusebio có chỉ số ẩn kiến tạo. Và cụ cũng không phải là quá khỏe cho nên là ít người sử dụng cụ ở vị trí ST. Nhưng mà CF thì vẫn dùng nhiều. Và chúng ta lại một lần nữa thấy Son Heung-min. Đấy, thì bây giờ anh em biết được rồi gì nữa. Tựa game này dù trong dù đục, dù gameplay cỡ nào đi nữa thì thằng nào ngon cũng cứ là Gullit nha. Thằng nào bá thì vẫn cứ là béo dô, đúng không? Là chúng ta đã biết rồi đấy. Khỏi phải hỏi nhá. Bây giờ mà còn anh ơi dù béo đá được không, đấm cái vào mồm. Anh ơi dù béo đá được không? Thua các bạn ạ. Hàng bao lần đổi gameplay rồi. Hàng Hồng Khải, năm nay không có mùa Adup à anh Bình. Nó vẫn là những con như vậy. Mình nghĩ là sẽ có thôi, sẽ có thôi. Mình nghĩ là sẽ có. Ok, sao xong bài diễn thuyết gọi là sơ đồ nào và
cầu thủ nào?